Hi, xin chào các bạn. Trong cái video này, cô Gan sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình set up cái IP proxy ở trên một trình duyệt là Chrome. Thì để set up được cái IP proxy riêng ở trên cái máy tính của mình, nó không khi login vào cái internet thì nó không liên quan đến cái IP nhà mạng của mình. Thì trước hết thì chúng ta cần phải tạo ra một cái profile của cái Chrome. Thì profile này là gọi là mình đặt là new proxy. Ok, rồi sau đó là chọn xong ha. Thì trong đây là một cái profile mới và bây giờ chúng ta cần phải cài đặt lại cái IP. Vì IP nhà mạng của mình đó là hiện tại mình đang truy cập này, nhưng mà mình muốn tạo ra một cái IP khác để login vào những cái tài khoản. Thì bây giờ chúng ta search cái từ là proxy helper ở trên trình duyệt của Chrome, thì chúng ta sẽ sử dụng là proxy helper và chúng ta click vào cái đầu tiên là cài đặt cái extension này. Phần này chúng ta sẽ thêm vào và chọn thêm tiện ích ở trong cái Chrome. Thì sau khi thêm xong á, chúng ta có thể là vào ở trong cái thanh bên phải. Phía trên màn hình chúng ta có thể là tích vào là ghim cái proxy helper này, click vào thằng này đấy, nó nằm ở đây. Thì bây giờ là trong cái phần proxy server ở trên cái màn hình này thì chúng ta cần phải nhập HTTP proxy này, đây là IP, đây là port. Thì khi mà các bạn mua một cái proxy thì chúng ta có cái hình thức là như thế này. Trước hết là địa chỉ IP, đây là cái port, đây là cái đây là cái này là cái user, đây là password. Thì bây giờ là mình sẽ copy cái IP này vào ở trong cái thằng này, rồi sau đó là mình sẽ copy cái port này vào ở trong thằng này ha, đây dán vào đây. Và chúng ta có thể là copy xuống cái dưới này luôn cũng được ha, copy hai cái này. Rồi mình để chế độ single proxy. Rồi sau đó là ở trong phần authentication này thì chúng ta sẽ nhập user và password vào. Thì trong phần user password khi mình mua proxy thì nó cũng cấp cho mình ở đây và mình dán vào ha. Đây. Ok. Vậy là xong. Thì sau khi mình dán xong rồi á thì đây là cái IP của mình này. Ví như 79 thì bây giờ đến cái phần proxy này thì chúng ta sẽ bật sang cái HTTP proxy. Đây, bật lên thằng này ha. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái này. Tắt đi. Và mình vào trong phần là .next. Thử xem nào. Ok, thì vậy là đây là cái proxy của mình nhé. Trong phần này là cái proxy của mình đã tạo ra ở đây. Rồi, thì như vậy là trong cái máy tính của mình là hiện tại là IP của Việt Nam, nhưng mà mình đã tạo ra một cái IP của US. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta có thể tạo ra nhiều IP và mình login vào những cái user ở trên máy tính của mình. Trong những cái nuôi tài khoản vân vân. Trong cái tất cả những cái công việc làm MMO. Thì trong cái video này đã xong thì chào tạm biệt các bạn. Thì hy vọng các bạn đăng ký cái kênh của Cục Media và mình sẽ ra những cái video hữu ích nữa. Chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.